Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam về chuyến Ad Limina của các giám mục Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Ai cho con hồng ân trang chứa hơi con, ai đưa tay dìu con xuôi bên mà sao con lãng quên ân phúc của người, ai thương yêu hồn con trong nỗi xót xa, ai băn khoăn tìm con khi đã mất rồi, mà sao con lãng quên ân tình. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 33 đến câu 43 và câu 45 đến 46. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe một dụ ngôn sau đây. Có một gia chủ kia trồng được một vườn nho, quanh vườn ông rào rậu. Trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì với bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Chúa Giêsu bảo, các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Đọc lịch sử cứu độ, lịch sử của mỗi người, và đặc biệt qua bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu khẳng định, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với những xúc phạm của con người. Người luôn tạo ra những cơ hội để con người quay trở về, sống trong tình yêu và hạnh phúc. Dụ ngôn ông chủ vườn nho và các đầy tớ sát nhân cho chúng ta thấy,
mọi sự xấu xa đều xuất phát từ lòng tham lam gian ác. Nhưng bằng sự tha thứ và kiên nhẫn, Thiên Chúa đã trao ban tất cả vì tình yêu. Trước hết, ta thấy bụng dạ của bọn tá điền. Sự gian ác của bọn tá điền đã khởi đi từ lòng tham lam, vô ơn và ích kỷ. Chúng dùng nhiều thủ đoạn, không nộp hoa lợi, đánh đập các tá điền khác và sát hại chính người con thừa tự của ông chủ. Thứ đến là nỗi lòng của ông chủ. Thiên Chúa, người chủ vườn nho, vẫn kiên trì nhẫn nại đến cùng, mặc cho các tá điền đang tâm làm xấu đi vườn nho, giết chết người con một của ông chủ. Nhưng vì giữ lòng thành tín yêu thương, ông chủ vẫn không bỏ vườn nho, vẫn muốn giao vườn nho của ông cho những tá điền tốt, có trách nhiệm, biết mình, biết ý ông chủ và biết cách làm cho vườn nho sinh hoa trái. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thái độ vô ơn tột cùng của những tá điền gian ác cũng là một lời cảnh tỉnh cho mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Qua đó nhắc nhở mỗi người, hãy xét lại thái độ sống của mình đối với Thiên Chúa và anh chị em. Thiên Chúa ban muôn hồng ân, tài năng, sức khỏe, vật chất là để chúng ta phục vụ Chúa và tha nhân, chứ không phải để chúng ta tìm tư lợi, danh vọng và khoái lạc cho bản thân. Thiên Chúa kiên nhẫn trước những xúc phạm của chúng ta là để chúng ta có cơ hội hoán cải, chứ không phải để chúng ta ở mãi trong tội lỗi. Mùa chay thánh mời gọi chúng ta tự vấn cuộc đời. Ai đã ban cho ta hồng ân làm người? Ai đã giúp ta bình an trong cuộc sống? Ai nâng đỡ ta khi thất vọng? Ai ở bên ta lúc ngã lòng? Ai tha thứ cho ta không giới hạn? Câu trả lời là Thiên Chúa. Vậy tại sao ta lại trở nên vô tâm, quay mặt đi với tình thương bao la ấy của Thiên Chúa? Lạy Chúa, sẽ đến ngày chúng con phải tường trình về công việc vườn nho mà Chúa đã trao phó. Sẽ đến ngày chúng con phải dâng lên Chúa những thu hoạch hoa lợi mà Chúa mong đợi. Bội thu hay mất trắng là hoàn toàn do chúng con sống thái độ biết ơn hay vô ơn với Chúa. Xin giúp chúng con ở mãi trong tình yêu, sống bằng tình yêu và làm chỗ sinh hoa trái là tình yêu phục vụ Chúa và mọi người. Amen. Sao con lạnh mặt đi chẳng nhìn đến ta? Sao con lạnh mặt đi chẳng dám nhìn ta, chẳng nói cùng ta khi tình yêu lên tiếng gọi mời? Hay con đã lãng quên ân tình của ta? Hay con đã ngủ say? Con đã ngủ say trong cõi phù hoa khi tình yêu thức tỉnh chờ con. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Pháp Quốc. Một imam Hồi giáo lên tiếng kêu gọi đốt hết các sách Hồi giáo chứa đựng các tư tưởng cực đoan. Nạn nô lệ tình dục do nhà nước Hồi giáo thực hiện được khuyến khích trong vô số các sách Hồi giáo tại các cơ sở của Hồi giáo, và chúng phải bị đốt đi. Một imam hàng đầu ở Pháp đã nói như trên. Tiến sĩ Hoxin Truid, Phó Chủ tịch của Hội nghị Imam toàn nước Pháp và là một imam ở thành phố Nîmes, nói rằng hệ tư tưởng đằng sau thị trường nô lệ tình dục được thành lập ở Mosul, Iraq, trong thời gian quân khủng bố Hồi giáo IS chiếm đóng thành phố này, có thể được tìm thấy trong vô số các sách
được xuất bản hoặc lưu trữ bởi Hồi giáo trong các trường đại học. Những tài liệu này biện minh cho việc hãm hiếp phụ nữ và trẻ em gái đơn giản chỉ vì họ không phải là người Hồi giáo. Trong ba bài báo đầu tiên được xuất bản bởi Asia News là thông tấn xã của Liên hiệp các hội giáo hoàng truyền giáo. Ông nói thêm, những quyển sách này là một phần của chương trình chính thức trong các trường đại học và các trung tâm đào tạo imam tại hầu hết các quốc gia Hồi giáo. Mặc dù tất cả các nước này đều đã ký kết Hiệp ước Geneva về các xung đột và các công ước của Liên Hiệp Quốc liên quan đến các tình huống xung đột. Imam Hossein Drouige là người Algeria, cũng là một học giả về đối thoại liên tôn, cho biết thêm rằng hiếm có ai trong thế giới Hồi giáo dám đưa ra những lời chỉ trích về nạn nô lệ tình dục những cô gái không phải là người Hồi giáo từ 10 tuổi trở lên đã được quân khủng bố Hồi giáo IS thực hiện ngay giữa thế kỷ 21 này. Những lời chỉ trích tệ nạn này vấp phải ngay các chống đối và trừng phạt, thậm chí là có nguy cơ mất mạng, vì những lời dạy như vậy được coi là thánh thiêng, đến nỗi ai dám đặt vấn đề đối với những giáo huấn này sẽ ngay lập tức bị cô lập trong thế giới Hồi giáo, và thậm chí bị trả thù. Tại sao những tội ác dã man chống lại con người lại có thể biện minh một cách đơn giản là vì những nạn nhân không phải là người Hồi giáo? Ông nêu lên câu hỏi và kêu gọi các luật gia Hồi giáo phải xem xét lại bối cảnh những điều này được viết ra và hoàn cảnh của thế giới ngày nay. Tiến sĩ Drouige cũng kêu gọi người Hồi giáo hãy can đảm đoạn tuyệt khỏi các tư tưởng quá khích và tàn bạo của Hồi giáo. Ông thẳng thừng chỉ ra rằng chính Đại học Al-Aqsa ở Cairo, trung tâm học thuật lớn nhất của người Hồi giáo Sunni, vẫn tiếp tục tung ra các tư tưởng quá khích, trong khi một mặt vẫn đối thoại với các tôn giáo khác, với một khuôn mặt yêu chuộng hòa bình và khoan dung tôn giáo. Tiến sĩ Druid đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ một số người Hồi giáo ở Pháp, khi ông khẳng định rằng tư tưởng Hồi giáo trái ngược với chủ nghĩa nhân bản, cởi mở và khoan dung. Ông lập luận rằng sự im lặng của đa số người Hồi giáo ở các nước Hồi giáo và cả ở phương Tây liên quan đến nạn diệt chủng các Kitô hữu và người Yazidi ngăn cản việc bình thường hóa quan hệ giữa người Hồi giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số cũng như các dân tộc ít người trong những nước có đa số dân theo Hồi giáo, và cảnh cáo rằng cho đến khi nào tình hình này chưa thay đổi, các Kitô hữu Trung Đông, những người Yazidi và các dân tộc thiểu số khác sẽ tiếp tục phải sống trong sợ hãi khủng bố và chế độ nô lệ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định Thiên Chúa không mệt mỏi mời gọi mỗi người thay đổi cuộc sống. Đó là trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta sáng 27 tháng 2 vừa qua, dựa trên bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah. Đức Thánh Cha nói: trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah, Thiên Chúa mời gọi dân của người hoán cải. Đó là lời mời gọi thật sự. Trước tội lỗi của chúng ta, Chúa Giê-xu đã tỏ một thái độ đặc biệt. Không đe dọa, nhưng là mời gọi với sự dịu dàng và tạo cho chúng ta sự tin tưởng. Các ngươi hãy đến và đối chất với ta. Thiên Chúa kêu mời các thủ lãnh thành Sodoma và dân thành Gomorra đến với người. Trong lời mời gọi này, Thiên Chúa đã chỉ cho họ sự dữ cần phải tránh
và điều tốt cần phải làm theo. Thiên Chúa cũng làm như thế đối với chúng ta. Thiên Chúa nói, các ngươi hãy đến và đối chất với ta. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Người không đe dọa chúng ta, giống như người cha có đứa con mới lớn, nó làm những điều không phải và người cha phải quở trách nó. Chúa biết rằng nếu người cầm cái roi thì sự việc sẽ không diễn tiến tốt đẹp, mà phải đối thoại với sự tin tưởng. Thiên Chúa trong đoạn sách này mời gọi chúng ta như thế. Đến đây, chúng ta uống cà phê với nhau. Chúng ta hãy nói chuyện, hãy thảo luận. Đừng có sợ. Ta không muốn đánh con. Và vì người biết là đứa con nghĩ. Nhưng mà con đã làm những điều này. Người trả lời ngay lập tức. Ngay cả nếu tội của con có màu đỏ thắm, thì cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Cho dù đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len. Từ đây Đức Thánh Cha chia sẻ như sau. Như người cha cư xử với đứa con vị thành niên, với một cử chỉ tin tưởng, Chúa Giêsu mang chúng ta đến gần sự tha thứ và thay đổi tâm lòng chúng ta. Chúa Giêsu đã kêu gọi hai ông Gia-kêu và Má-thêu, và người cũng làm như thế trong cuộc sống chúng ta. Người tỏ cho chúng ta thấy làm thế nào để tiến bước trong hành trình hoán cải. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lòng tốt của người. Người không muốn đánh và kết án chúng ta. Người đã hiến mạng sống vì chúng ta. Và đây là lòng tốt của người. Người luôn tìm cách để đi vào tâm lòng chúng ta. Các linh mục, trong vai trò của Chúa, phải cảm thấy sự hoán cải, phải có thái độ của lòng tốt này. Như Thiên Chúa nói, hãy đến, chúng ta thảo luận, không có vấn đề gì, nhưng chỉ có sự tha thứ. Chúng ta hãy xin ơn biết hổ thẹn và không đi xét đoán người khác. Xin ơn biết tha thứ. Đức Thánh Cha đã chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng 26 tháng 2 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đúng là chúng ta có xu hướng rất dễ xét đoán và lên án người khác. Đừng làm như thế. Tốt hơn là hãy tha thứ. Chúng ta có thể tự nhủ lòng rằng, tôi đâu có xét đoán hoặc lên án ai. Nhưng kỳ thực, cứ thử nghĩ lại thái độ của bản thân mà xem. Biết bao lần, trong các cuộc nói chuyện, chúng ta xét đoán, phán xử người khác. Chú ý rằng, chỉ có Chúa mới có quyền phán xét, xem ai là xấu, điều gì là xấu. Nhưng chúng ta biết rồi đó, xu hướng của con người là dễ xét đoán người khác. Trong những lần hội họp, bữa ăn trưa chẳng hạn, hoặc một dịp nào đó, trong suốt thời gian nói chuyện qua lại, ví dụ kéo dài 2 tiếng đồng hồ, trong thời gian 2 tiếng đồng hồ ấy, chúng ta dành bao nhiêu phút để xét đoán, đánh giá người khác? Có điều đồng ý, có điều thì không. Nhưng chúng ta hãy có lòng nhân từ, lòng thương xót. Chúng ta hãy có lòng thương xót, như cha chúng ta là đấng hay xót thương. Hãy sống quảng đại, hãy cho đi. Chúng ta sẽ được nhận lại. Nhưng chúng ta sẽ nhận lại cái gì đây? Đó là đấu đầy tràn. Đó là lòng quảng đại của Chúa.
khi chúng ta đầy tràn lòng quảng đại, đầy tràn lòng thương xót của Chúa, chúng ta sẽ không còn xét đoán nữa. Chúng ta cần thương xót người khác, bởi vì Chúa đã xót thương chúng ta trước. Hội Thánh mời gọi chúng ta có thái độ khiêm tốn trước mặt Chúa. Khiêm tốn có nghĩa là nhận biết thân phận tội lỗi của chính bản thân. Chúng ta biết rằng sự công bằng của Thiên Chúa chính là lòng thương xót. Cần thân thưa như thế này. Ôi, lạy Chúa, Ngài thật công chính, còn con đáng xấu hổ. Khi chúng ta thực thi đức công bằng của Chúa, chúng ta đồng thời phải xấu hổ. Nhưng ở đó, chúng ta gặp được ơn tha thứ. Tôi có tin rằng tôi đã phạm tội, đã xúc phạm Chúa hay không? Tôi có tin rằng Chúa là đấng công chính. Tôi có tin rằng Ngài là đấng xót thương không? Tôi có biết hổ thẹn trước mặt Chúa vì mình đã phạm tội không? Nếu thế, hãy đơn sơ thân thưa với Chúa. Lạy Chúa là đấng công chính, xin cho con biết xấu hổ vì tội con đã phạm. Chúng ta cần biết xấu hổ, cần biết giữ liêm sĩ, cần xin ơn biết xấu hổ khi đứng trước mặt Chúa. Ơn biết xấu hổ, ơn biết hổ thẹn, ơn biết thẹn thùng. Đó là một ơn rất lớn. Vì thế, chúng ta hãy nhớ lại thái độ mà chúng ta đối xử với những người thân cận, với hàng xóm láng giềng. Hãy nhớ lại những kiểu cách mà chúng ta đánh giá người khác. Nếu chúng ta xét đoán và lên án người khác, thì đến lượt mình, chính chúng ta cũng sẽ bị xét đoán và bị lên án. Như thế, hãy đối xử rộng lượng với mọi người và đừng xét đoán. Hãy sống, hãy hành xử với tình yêu thương. Còn trước mặt Chúa, hãy đơn sơ chân thành thân thưa rằng: Lạy Chúa, Ngài là đấng công chính, còn con thật xấu hổ về những gì con đã làm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày cuối tháng 2 vừa qua, các đức giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lên đường thực hiện chuyến Ad Limina, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Toàn bộ chuyến đi dự trù trong 10 ngày. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam với đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam về chuyến Ad Limina này của các giám mục Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong những ngày này khi chúng ta bắt đầu dần ổn định công việc cho một đầu năm mới, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đang chuẩn bị để cho chuyến hành trình Ad Limina. Chắc rằng nghe đến điều này thì nhiều người trong chúng ta cũng thắc mắc Ad Limina có nghĩa là gì và chương trình Ad Limina ra sao. Ngày hôm nay chúng ta được hân hạnh gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Hôm nay đức cha sẽ cho chúng ta những hiểu biết rộng hơn về Ad Limina. Kính thưa đức cha, xin đức cha cho chúng con được biết là theo nguyên ngữ Latin thì chữ Ad Limina có nghĩa là gì và chuyến đi Ad Limina này của các giám mục Việt Nam là như thế nào ạ? Trước hết là xin chào chị và xin chào tất cả khán thính giả.
Chúng ta quen nói là ad limina, thực sự là mình nói vắn tắt thôi. Còn đầy đủ trong tiếng Latin đó là visitatio ad limina apostolorum, có nghĩa là viếng mộ các thánh tông đồ. Và các thánh tông đồ ở đây được hiểu đặc biệt là thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cho nên khi đi ad limina thì việc đầu tiên của các giám mục là đến viếng mộ thánh tông đồ Phêrô, rồi đến đền thờ thánh Phaolô ngoại thành viếng mộ thánh tông đồ Phaolô. Rồi sau đó việc quan trọng khác là yết kiến Đức Thánh Cha. Và sau khi được gặp gỡ Ngài, được nghe Ngài hướng dẫn huấn dụ rồi, thì còn dành thời giờ nhiều ngày để đi gặp và làm việc với các bộ, các cơ quan của tòa thánh. Tổng quát ad limina là như thế. Dạ. Vậy thưa Đức Cha, là về cái việc đến để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô thì cái ý nghĩa của việc này là như thế nào ạ? Nếu chị đi hành hương ở Roma, hoặc là chúng ta không có dịp đi hành hương thì chúng ta nhìn thấy rất nhiều hình ảnh ở trên truyền hình cũng như là trên YouTube chẳng hạn, thì mình sẽ thấy quảng trường thánh Phêrô, rồi thấy đền thờ thánh Phêrô. Nhưng mà có lẽ điều mà chúng ta ít thấy đó là bên trong đền thờ thánh Phêrô có tầng hầm, và khi đi xuống tầng hầm đó thì có mộ của thánh Phêrô. Thành thử ra viếng mộ thánh tông đồ Phêrô làm cho chúng ta nhớ lại cái câu nói của Chúa Giêsu với Phêrô: con là đá, và trên đá này thầy xây hội thánh của thầy. Thế bây giờ một cái ngôi đền thờ vĩ đại được xây ở trên nền là ngôi mộ của thánh Phêrô, nó là một hình ảnh rất là cụ thể và sống động. Bởi vì ở trong tiếng Latin á, và nhiều ngôn ngữ của châu Âu phương Tây, thì cái từ ecclesia chúng ta hiểu là nhà thờ, và đồng thời là hội thánh, là giáo hội. Bây giờ ngôi nhà thờ được xây trên nền là ngôi mộ của thánh Phêrô, nó diễn tả một cách rất cụ thể và sống động lời của Chúa Giêsu: con là đá, trên đá này thầy xây hội thánh của thầy. Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành cũng vậy. Gọi là ngoại thành bởi vì nó ở ngoài thành Roma. Và trong đền thờ thánh Phaolô xuống tầng hầm có mộ của thánh Phaolô. Hai vị tông đồ là hai cột trụ của hội thánh. Cho nên khi các giám mục đi ad limina, đến viếng mộ hai thánh tông đồ, thì là chúng ta trở về với nguồn của đức tin, cái lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô với Chúa Giêsu: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và đồng thời hai vị đó là hai vị không những là dành cả cuộc đời mà còn hiến dâng cả mạng sống của mình để làm chứng cho lời tuyên xưng đức tin. Thì chúng ta trở về với nguồn đức tin, và đối với các giám mục còn là trở về những cái nguồn sứ vụ tông đồ. Bởi vì giám mục được gọi là người kế vị các thánh tông đồ mà. Cho nên đi viếng mộ của các đấng là mình trở về nguồn sứ vụ tông đồ, có cái ý nghĩa thiêng liêng rất là sâu sắc và quan trọng. Sau khi đi viếng mộ hai thánh Phêrô Phaolô tông đồ thì lịch của các giám mục, hội đồng giám mục Việt Nam sẽ là diện kiến Đức Thánh Cha. Dạ thưa với Đức Cha, là vậy thì cái mục đích của cái chuyến diện kiến Đức Thánh Cha là gì ạ? Theo giáo luật quy định thì cứ 5 năm một lần là các giám mục phải làm một bản tường trình 5 năm để trình lên Đức Giáo Hoàng, để Đức Giáo Hoàng biết cái tình hình sinh hoạt trong mỗi giáo phận của mỗi giám mục. Và cùng với việc trình cái bản tường trình 5 năm đó thì các giám mục được yêu cầu là phải sang Roma gặp Đức Thánh Cha. Trong thực tế của Việt Nam chúng ta,
lần đi Limina trước đây ấy, là năm 2009. Dạ. Như vậy là tính đến nay là năm thứ 9 rồi. Dạ. Tại sao không phải là 5 năm? Dạ. Là bởi vì trong giai đoạn vừa rồi, chị nhớ lại coi, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài đã có một quyết định hết sức là quan trọng, là Ngài từ nhiệm. Rồi chúng ta có Đức Giáo Hoàng Francisco. Và vì thế, Ngài cần phải có thời giờ. Biết bao nhiêu công việc của Hội Thánh Ngài phải giải quyết, Ngài cần phải có thời giờ. Thế cho nên, mãi đến mấy năm sau, chúng tôi, các giám mục Việt Nam mới có cơ hội đi Ad Limina là lần này đây. Thế thì khi mà đến gặp Đức Giáo Hoàng là đứng kế vị Thánh Phêrô, thi hành sứ vụ của Phêrô, cái sứ vụ mà Đức Kitô phục sinh trao cho Thánh Phêrô, hãy chăn dắt chiên của Thầy. Và Đức Giáo Hoàng thi hành những sứ vụ Phêrô đó bằng cách là Ngài chọn, Ngài bổ nhiệm các giám mục để cùng với Ngài lo công việc của Hội Thánh. Thế cho nên các giám mục phải đến gặp gỡ Ngài để trình bày công việc, và đồng thời để lắng nghe từ Ngài những cái hướng dẫn cụ thể cho sứ vụ giám mục của mình. Cái sự gặp gỡ đó nó diễn tả sự hiệp thông ở trong Hội Thánh. Khách viên là sự hiệp thông giữa các giám mục với Đức Giáo Hoàng là đứng kế vị Thánh Phêrô, và qua các giám mục là sự hiệp thông của mỗi một giáo hội địa phương với giáo hội toàn cầu, giáo hội hoàng vũ. Nên cái ý nghĩa hiệp thông ở đây nó nổi bật lên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam về chuyến viếng mộ hài thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh của các giám mục Việt Nam. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về mối tương quan giữa quyền bính dân sự và công ích, về việc mọi người phải có trách nhiệm xây dựng công ích bằng khả năng của mình. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về sự công bằng trong đời sống xã hội, sẽ thảo luận về việc tôn trọng nhân vị, sự bình đẳng và liên đới trong cộng đồng nhân loại. Một xã hội công bằng là một xã hội tạo ra được những hoàn cảnh thuận lợi để mỗi tập thể cũng như cá nhân hưởng được những quyền lợi chính đáng theo bản tính và ơn gọi của họ. Vì thế, công bằng xã hội liên hệ mật thiết với công ích và với việc thực thi quyền bính. Trước hết, về việc tôn trọng nhân vị hay phẩm giá con người. Xã hội chỉ có thể công bằng khi phẩm giá siêu việt của con người được tôn trọng. Vì con người là mục đích tối hậu của xã hội, nên xã hội phải phục vụ con người. Sự tôn trọng nhân vị này bao gồm cả việc tôn trọng các quyền khác phát sinh từ phẩm giá của con người. Các quyền này không do xã hội ban cho, nhưng đòi hỏi xã hội phải công nhận chúng. Vì vậy, khi chà đạp hay phủ nhận các quyền ấy, xã hội tự phá hoại tính hợp pháp về mặt luân lý của chính mình. Không tôn trọng nhân vị, quyền bính chỉ có thể dựa trên sức mạnh hay bạo lực để bắt buộc các thành viên phải tuân theo. Vì vậy, Hội Thánh hằng nhắc nhở những người thiện chí về những quyền này và phân biệt chúng với những đòi hỏi quá đáng hay sai lầm. Do đó, để tôn trọng nhân vị, người ta phải tôn trọng nguyên tắc vàng này. Mỗi người đều phải xem người đồng loại, không trừ một ai, như cái tôi thứ hai của mình. Và vì thế, phải quan tâm đến sự sống và những phương tiện cần thiết của họ
hầu giúp họ sống xứng đáng với nhân phẩm. Điều này cũng gợi lên bổn phận phải trở nên người thân cận của người anh chị em đồng loại, như trong câu chuyện người Samari nhân hậu. Bổn phận này phải được thực thi với hết mọi người, không có bất kỳ sự phân biệt nào. Kế đến là sự bình đẳng giữa con người với nhau. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa duy nhất, nên mọi người có cùng một bản tính và cùng một nguồn gốc. Nhờ hy tế thập giá của Đức Kitô, mọi người được mời gọi đến hưởng vinh phúc của Thiên Chúa. Đó là những yếu tố làm nên phẩm giá của con người. Sự bình đẳng của con người dựa trên phẩm giá và các quyền xuất phát từ đó. Khi chào đời, con người không có sẵn trong tay bất cứ thứ gì, nên nó cần phải nhờ đến người khác để phát triển thể xác và tinh thần. Như thế, sự hỗ tương lẫn nhau là điều tối cần thiết cho sự phát triển của con người. Vì vậy, dù có khác biệt nhau về tuổi tác, thể lực, trí tuệ và tinh thần, nhưng con người vẫn luôn bình đẳng với nhau. Những khác biệt này nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa muốn mỗi con người sống trong cộng đồng xã hội, hỗ tương và đón nhận lẫn nhau. Bởi vậy, ai lãnh nhận được những nén bạc đặc biệt cũng phải biết thông truyền những lợi ích hay tài năng đó cho những người cần đến. Tuy nhiên, trong thực tế, có hàng triệu người trên thế giới, nam cũng như nữ, già cũng như trẻ, đang bị đối xử bất bình đẳng. Điều này rõ ràng nghịch với lời mời gọi của Tin Mừng. Thiên Chúa ban cho nhân loại các tài nguyên thiên nhiên để sử dụng chung một cách công bằng. Vì thế, sự bình đẳng về nhân phẩm đòi hỏi người ta phải tiến tới mức sống nhân đạo hơn, nghĩa là cần phải có sự san sẻ những tài nguyên thiên nhiên giữa các thành phần trong nhân loại, sao cho tình trạng chênh lệch quá đáng về kinh tế và xã hội giữa các dân tộc giảm xuống đến mức tối thiểu. Sau cùng là tình liên đới trong nhân loại. Nguyên tắc liên đới cũng gọi là thân hữu hay bác ái xã hội, là một đòi hỏi phát xuất trực tiếp từ tình huynh đệ nhân bản và Kitô giáo. Một sai lầm phổ biến của thời đại hôm nay là người ta lãng quên quy luật của tình liên đới và của đức ái Kitô giáo. Quy luật này được thiết đặt và khắc ghi nơi mỗi người, bất kể họ thuộc dân tộc nào, do việc mọi người cùng chung một nguồn gốc, cùng có lý trí và cùng được cứu độ nhờ hy tế Đức Kitô. Tình liên đới biểu lộ trước tiên qua việc phân phối của cải và trả lương lao động cân xứng. Tình liên đới đòi hỏi phải có một nỗ lực xây dựng trật tự xã hội công bình hơn, trong đó những căng thẳng có thể dàn hòa tốt đẹp và những xung khắc được giải quyết dễ dàng nhờ ngoại giao thương lượng. Vì thế có thể nói, những vấn đề kinh tế xã hội chỉ có thể được giải quyết nhờ các hình thức liên đới. Đó là sự liên đới giữa người giàu với người nghèo, giữa người nghèo với nhau, giữa những người lao động, giữa chủ và thợ, giữa các quốc gia và dân tộc. Hòa bình thế giới tùy thuộc phần lớn vào tình liên đới này. Bởi vậy, việc tôn trọng nhân vị hay phẩm giá con người là điều cần thiết trước tiên. Đó chính là nền tảng để đi đến sự bình đẳng giữa con người với con người. Nhờ tôn trọng lẫn nhau, tương quan bình đẳng với nhau, con người thể hiện đức bác ái Kitô giáo, đó chính là tình liên đới trong nhân loại. Đây chính là điều mà luật luân lý đòi hỏi nơi con người. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về luật luân lý và luật tự nhiên. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
xưa Chúa đi, vua an Chúa cúi đầu khi chê Chúa lặng thinh. Đường này Chúa đi, con gieo rắc công bình, xua đi những cực hình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu sức mạnh đích thực của dân Chúa nằm ở đâu trong sách Hô-sê. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta rút ra bài học từ tâm tình mà Chúa bày tỏ với dân qua miệng ông Hô-sê để áp dụng vào giáo hội và mỗi người chúng ta. Thế thì khi mà ta đặt mình lại trong bối cảnh lịch sử của Israel, rồi ta nghe những cái lời tố cáo của ngôn sứ Ô-sê, và ta đọc những cái tâm tình mà Chúa bày tỏ với dân của Chúa qua Ô-sê, thì mình cũng rút ra được bài học cho chính mình ngày hôm nay. Cái bài học đó là thực sự thời đại nào cũng vậy thôi. Dân Chúa là hội thánh vẫn bị cám dỗ để liên minh với thế quyền, với quyền lực chính trị, với quyền lực kinh tế, tiền bạc. Bởi vì nghĩ rằng là phải như thế thì hội thánh mới phát triển được. Thời nào chúng ta cũng bị cám dỗ vậy. Nhưng nếu cứ căn cứ vào tiêu chuẩn vừa mới nói, thì xin hỏi các anh chị là Chúa Giê-xu, giây phút mà Ngài chịu đóng đinh trên thập giá, thì Ngài thành công hay là Ngài thất bại? Nếu mà dựa vào cái tiêu chuẩn như chúng ta mới nói đó, là phải có quyền lực chính trị này, phải có tiền bạc này, phải có sức mạnh kinh tế này, thành công ở chỗ nào? 3 năm trời ròng rã đi giảng khắp nơi, cuối cùng bị đóng đinh trên thập giá, nhìn xuống có mỗi mẹ già, thêm được ông môn đệ đáng yêu nhất thì còn ở lại, còn từ đầu chí cuối là chạy bằng sạch. Cái thành công ở chỗ nào? Rồi nếu mà chúng ta dựa vào tiêu chuẩn đó đó, thì thử hỏi các anh chị xem, các thánh tử vị đạo đó thành công ở chỗ nào? Hoàn toàn thất bại. Thế thì tại sao mà ta lại có thể tuyên xưng rằng thập giá là nguồn ơn cứu độ? Tại sao mà ta có thể tuyên xưng rằng máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu? Mình có nói thật không? Hay là mình nói theo thói quen? Nếu mà mình nói thật điều đó đó, thì lời tuyên xưng đó nó đảo lộn hoàn toàn cách nhìn của mình. Đảo lộn hoàn toàn. Nghĩa là sự thành công của hội thánh sẽ không dựa vào cái quyền lực của thế gian. Những thành công như vậy nếu có thì nó cũng chóng qua lắm. Và có thể nó là thành công của thế gian chứ không phải là thành công của nước trời. Nếu ta dám tuyên xưng thập giá là nguồn ơn cứu độ, mà ta dám nói rằng máu các thánh tử đạo là hạt giống nảy sinh các Kitô hữu, thì mình phải thay đổi cách nhìn về sự thành công của dân Chúa, sự thành công của hội thánh. Và cái nguồn sức mạnh của dân Chúa không ở nơi đâu khác, mà là ở chính Chúa thôi. Cái bài học này khó học lắm. Khó học cho mọi thời đại và cho mỗi một người chúng ta. Bởi vì
Mình dễ cảm thấy mình thua thiệt, mình thất bại khi mà mình chỉ có trung thành với tin mừng. Mà đang khi đó mình không có quyền lực, mình không có tài lực, không có vật lực gì cả. Mình dễ bị cám dỗ để cũng đi con đường mà Israel ta đi ngày xưa. Thế cho nên tôi có ý nhấn một trong những điểm lớn của ngôn sứ Ô-dê trong những chương này là cái điều này đây. Là đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ để chúng ta hiểu được Ngài nhấn mạnh cái gì. Và ngày hôm nay cũng vậy, Ngài vẫn nhấn mạnh với chúng ta. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Trên trang báo Giáo dục và Thời đại ngày 24 tháng 4 năm 2017, có kể câu chuyện như sau. Trong một gia đình nọ, người cha luôn muốn đứa con trai của mình tiến thân trên con đường học vấn. Khi người con trai đã học xong trung học cơ sở, người cha muốn con trai mình tiếp tục học lên trung học phổ thông rồi lên đại học. Nhưng người con trai nhất định không nghe. Từ đó, giữa hai cha con bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Một đêm nọ, người cha lại nhắc đến chuyện học hành, và người con lại không nghe theo. Trong lúc tức giận, ông đã giơ tay tát vào mặt người con và quát lớn: "Không đi học, mày biến ngay cho tao." Người con trai cũng quát lại: "Biến thì biến, ông đừng có hối hận." Nói xong, cậu liền chạy ra khỏi cửa nhà. Mẹ cậu đuổi theo sau, gọi thế nào cũng không được. Cậu đã biến mất trong đêm tối một cách nhanh chóng. Sau khi người con trai bỏ đi, người cha hối hận, nhưng trong lòng nghĩ có lẽ một lúc nữa thằng bé sẽ quay trở về thôi. Nhưng chờ đến nửa đêm cũng không thấy con quay về. Ông mới hốt hoảng chạy vội đến nhà họ hàng, bạn bè để tìm con. Trong lúc vội vã, ông trượt chân té, phải vào nằm viện.
và từ đó ông bị què mất một chân và không thể làm được những công việc nặng nhọc nữa. 13 năm trôi qua, vào một ngày mưa bão, có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước ngôi nhà cũ nát của gia đình này. Từ trên xe, một thanh niên ăn mặc sang trọng bước xuống. Người thanh niên này chính là cậu bé đã bỏ nhà đi 13 năm nay. Trong suốt gần ấy năm qua, người con trai bên ngoài chịu đủ mọi khổ sở, nhưng vẫn chưa từng liên lạc với gia đình một lần nào. Từ một anh công nhân làm ở công trường, nhờ vào sự thông minh và nghị lực của mình, ngày nay cậu trở nên giàu có và trở về thăm lại gia đình. Cậu muốn cho cha mình nhìn thấy cậu đã kiếm được nhiều tiền mà không cần phải đi học theo suy nghĩ của ông. Khi bước vào nhà, cậu sững sờ khi nhìn thấy mẹ của mình, giờ đã già yếu và mù lòa, đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Từ sau khi đứa con trai duy nhất bỏ nhà đi, bà mẹ ngày đêm than khóc, tưởng nhớ con và đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Cậu ôm chầm lấy mẹ, nước mắt ròng rã và hỏi, ba con đâu hở mẹ? Người mẹ thở dài, trả lời trong nước mắt, ba con đã đi rồi. Sau khi con đi khỏi, ông ấy tất tả chạy tìm con và bị ngã gãy chân, suốt ngày cứ ra ngồi trước cửa nhà chờ con quay về. Sức khỏe mỗi ngày một yếu đi, ba con đã không thể chờ đợi con nữa, nên cuối cùng đã rời bỏ cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống gia đình nào cũng có đó những mâu thuẫn, bất đồng dù lớn hay nhỏ. Mỗi khi chạm trán với những xung đột đó, người ta thường có xu hướng trốn chạy và rời bỏ, thậm chí hủy hoại chính gia đình của mình. Các phương tiện truyền thông đưa tin hàng ngày về biết bao sự việc đau lòng xảy ra trong các gia đình. Cha mẹ, con cái vì ganh tị tranh chấp của cải mà sinh ra mâu thuẫn rồi hãm hại giết chết nhau. Những bất hòa, bạo hành diễn ra trong gia đình khiến con cái sợ hãi, chán nản và muốn rời bỏ ngôi nhà của mình để khẳng định bản thân hoặc sống một cuộc sống buông thả lầm lạc. Vì thế, gia đình không còn là mái ấm, là nơi mà các thành viên trong gia đình mong muốn trở về. Với người Kitô hữu chúng ta, gia đình là chiếc nôi của sự sống và tình yêu. Nơi đó, cha mẹ hân hoan đón nhận con cái như những món quà nhận được từ tình yêu của nhau và của Thiên Chúa. Và nơi đó, con cái được sống trong sự chăm sóc, dạy dỗ đầy yêu thương của cha mẹ. Cuộc sống hôm nay với những ảnh hưởng của các trào lưu mới và những đòi hỏi của lối sống mới, chúng ta dễ sao lãng trách nhiệm của mình. Con cái dễ dàng nghe theo những lời rủ rê của bạn bè, lơ là trong việc học giáo lý và thờ phượng Chúa, để rồi trở nên hư hỏng, ngỗ nghịch, và nhiều bậc cha mẹ vì mục đích mưu sinh đã không chu toàn vai trò và trách nhiệm của mình trong việc làm gương sáng và hướng dẫn con cái trong đời sống đức tin. Ước mong với tâm tình sám hối và canh tân đời sống trong mùa chay thánh này, chúng ta biết khiêm tốn trở về với Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, và cũng biết chân thành quay về với gia đình của mình, nơi có những người thân yêu và những bổn phận trách nhiệm mà vì những lý do nào đó, chúng ta đã rời xa hay quên lãng trong những tháng ngày qua. Lạy Chúa, xin ban bình an và tình yêu của Chúa tràn ngập trong gia đình chúng con.
Nhờ đó, chúng con luôn biết yêu thương, trân trọng nhau và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen. Xin Chúa cho bao người con biết một lòng chung kiên sắt son, tôn kính yêu thương mẹ cha, xứng là người con ngoan của Chúa. Dù mai cách xa gia đình, lòng luôn khắc ghi ân tình, tình mẹ cha mãi vẫn còn thiết tha. Xin cho gia đình con biết sống và loan báo tin mừng bằng một đời sống chứng nhân niềm tin, bằng việc chăm lo xây đắp gia đình. Xin cho gia đình con. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00. Đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.